Bà ơi, bà có bị làm sao không? Bà có bị đau chỗ nào không bà? Bà có bị làm sao? Bà đau ở chỗ này. Đau quá. Nhà bà ở đâu? Nhà bà ở đâu vậy cô? Hình như bà bị làm rồi. Vậy nha, hay là mình đưa bà về đi. Mày tự đi, mày đưa bà về. Tao không có rảnh, tao về tao biết mẹ. Đánh này một trận nè. Đau quá. Đau chỗ này. Bà ơi, con biết đường về nhà của bà rồi. Con biết nha bà hả? Dạ. Tốt quá, mình về con. Ê, ông chủ tịch của nhà hàng Harukit á, là bà thân thiết của anh à? Còn nhớ không? À, em nhớ rồi. Mà sao vậy anh? Tại vì á,